Rồi, sau con mèo này nó lại nằm đây này. Đấy, vừa nhìn nó chạy tung tăng mà sao giờ nó nằm bẹp ở đây là như nào nhỉ? Không may đâu vào, không may làm gì nó, sao nó lại chạy nằm ở đây là như nào nhỉ? Mẹ cái con này không biết nó định làm gì đây. Hay nó chết rồi, khả năng nó chết rồi. Tao còn chưa kịp cắn mày phát nào mà mày đã chết là như nào? À, ô, con mèo đó, con chó, à, con chó, đồ mày dám giả vờ chết thì mày lừa tao à? Mày tưởng bố mày không nhìn mày à? Ủa, nó chạy đâu rồi? Đâu rồi? Nó chạy đâu mất rồi? Đấy, đây là... Như vậy là em rất hùng dũng tiến vào trong khu của chó. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là em sẽ đi làm gì. Như vậy là em đã khuất màn hình camera rồi. Rồi, và chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đấy, như vậy là em đã quần được, cầm được một đống quần ra rồi. Đấy, sướng nhỉ. Nào, tay nhớ nó nào. Chết mẹ mày đây. Mày ngồi, vụt đấy. Vụt chết mẹ đấy. Đúng rồi, đấy, mày đấy. Ngu này. Dám ăn trộm mà tao dình mày bao lâu nay. Dám lấy quần áo tao tao mặc bằng cái gì. Mày như nó mà chọn đấy. Có chuyện gì em? Đấy, có thằng nó vào xin quần áo của em. Nhưng mà em không cho, nó cứ tự ý nó lấy. Giờ em ra em hỏi thăm nó mấy cái nha. Thằng này láo lắm, mà hôm nào nó vào nó lấy quần áo của em tự nhiên lắm. Giờ em không biết lấy cái gì mặc này. Mày ơi, tại sao mày lại giận tao? Tại sao mày lại bỏ đi? Mày muốn đi đâu hả? Mày muốn đi đâu khi không có tao? Mày muốn đi đâu? Ngoài chơi mua xem. Nào chơi đi, sao phải xoắn đâu nha. Đấy, tôi thấy chồng em là vừa đi ra ngoài rồi, bây giờ mình ấy... Mày chơi lại gì luôn rồi nha. Fuck the line, you fucking wall. Biến ở chỗ khác không? Tao đếm đến 5 mà mày không lận ra khỏi đời tao thì mày chết đây này. 5 4 3 2 1. 0.5. 0.25. Nhớ nè, nhớ cái đi. Vâng, tất nhiên các bạn chúng ta đừng quên like.